Hôm nay xin được tiếp tục giới thiệu đến các bác một chùm thạch anh pha lê biến thể. Chúng ta sẽ quan sát kỹ gần đá. Trụ này là trụ trong nhất của viên đá. Có ba cái trụ chính của viên đá này. Nó đâm ăn vào nhau. Nó là một dạng biến thể của thạch anh trắng, thạch anh pha lê. Ba cái trụ chính này cũng có độ trong cũng là tương đối là ok. Ở xung quanh trụ chính thì có rất nhiều các cái tinh thể nó bám vào. Nhìn các cái tinh thể nó bám vào. Viên này thì có khối lượng nặng là 800 gram. Dáng rất đẹp. Cái thay dòng thạch anh trắng thì cái dòng biến thể như thế này thì cũng không có nhiều. Có cái dáng trông giống như một con chim đang bay lên. Đây là cái đầu con chim này. Đây là phần cánh này. Đây cũng là cái phần cánh này. Anh các bác nhìn thấy ạ. Đây là phần đuôi của con chim này. Trông rất giống dáng một con chim đang bay lên. Chiều ngang từ điểm này đến điểm này của viên đá thì rơi vào khoảng 15 cm. Và cái chiều rộng từ điểm đây đến điểm bên này nó rơi vào khoảng 12 cm. Viên này tôi đã lên một cái đế gỗ rồi, nó để đặt ở trên bàn thì rất đẹp. Ba trụ chính thì còn lành lặn nguyên, chưa hề vỡ một tí nào cả. À đây có vỡ một tí thôi, một tí, không vấn đề gì cả. Đây có chỗ này hơi vỡ một chút các bác nhé, không vấn đề gì cả. Còn nhìn chung là ba trụ chính là tương đối là đẹp, đều. Các bác xem xong video thì vui lòng bấm đăng ký để ủng hộ và tiếp tục theo dõi các cái sản phẩm mà shop sẽ mang đến cho các bác trong thời gian tới. Bên chúng tôi thì chuyên giới thiệu về các cái dòng đá đẹp trong tự nhiên. Đặc biệt có hai cái dòng chính đó là đá thạch anh và đá canxit. Một lần nữa xin được cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi video.